2018 được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3, kênh VTV, kênh truyền hình Quảng Ninh và ứng dụng VTC Now. Liệu sẽ có một cuộc lật đổ vạn vật để chiếm ngôi vương, hay những nhà đương kim vô địch sẽ chiến đấu để bảo vệ danh hiệu của mình? Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia năm 2018 do VFF, VV phối hợp tổ chức với sự đồng hành của HD Bank và Cityland. Futsal Việt Nam, khoảnh khắc thăng hoa, vỡ hòa cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những thông tin giao thông mới hơn, thì đường dẫn từ đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3 trên cao, chúng tôi nhận thấy rằng vẫn tiếp tục là một lộ trình giao thông rất khó khăn, đông đúc chậm chạp với các bạn. Còn khi mà nhìn ở tuyến đường bên trên, tức là đường vành đai 3 hướng từ cầu Giấy để đi về phía khu vực cầu Thanh Trì, thì lượng phương tiện đi cũng khá là chậm chạp. Mm-hmm.